Xin kính chào toàn thể anh em khách quý, anh em khách thủ và tất cả những anh em đồng nghiệp. Lời nói đầu tiên cho phép em được xin chân thành cảm ơn những anh em trong thời gian qua đã đồng hành cùng kênh của em nha, và tất cả những anh em khách thủ đã ủng hộ máy bên em nha. Và tiếp theo những video những con máy trước ha. Hôm nay em cũng vừa hoàn thành xong con máy sạc bình nha anh em, máy sạc bình dòng sạc 15 A ha, chỗ khách hàng ở Lâm Đồng nha, anh khách hàng giấu tên ha. Nhờ khách hàng ở Lâm Đồng nha anh em. Anh nhận máy được, anh xem video được, anh biết máy của anh nha. Dòng máy này dòng sạc máy này máy điện tử nha anh em, máy đầy tự ngắt ha. Có chế độ chống chống kẹp ngược đầy đủ cho anh em, sạc đầy tự ngắt nó bảo vệ bình chúng ta ha. Tốc độ sạc bình nó nhanh hơn dòng sạc 10 A nha anh em. Đây mình chung mình làm video ngắn thôi để cho đủ kịp thời gian, còn còn gửi gửi máy đến cho anh ha, để đóng gói gửi máy nữa. Đây nha, cái đây ví dụ đây cái bình nha, diện bình đường cọc bình 12 lên đây nha anh em. Nè, trong trường hợp chúng ta kẹp ngược ha, kẹp ngược bóng đèn không cháy nha anh em. Có đèn báo đây ha. Nè, số liệu số lượng gì bên ngoài máy đây ha. Đây điện ra là 12 V, có bóng đèn báo đây ha. Lúc sạc đèn đỏ ha, xanh lại là đầy. Còn đây là điện vào ha, nói chung là sạc bình cũng đơn giản thôi, không có gì rườm rà nha anh em. Anh phích cắm ha, dây dài 1,5 m cho anh đây, còn dây da này 1 m ha. Nào chúng ta kẹp ngược ha, đèn báo không cháy đèn nha. Rồi kẹp thuận là nó cháy đèn nha nè. Nè, kẹp thuận là cháy đèn, đèn đỏ liền ha. Đó. Rồi ta cắm điện vào nha anh em, cắm điện vào chứ ta nếu chưa cái kẹp bình là đèn xanh ha, kẹp vô là đèn đỏ. Nó quạt gió đã bắt đầu quay ha. Rồi chừng nào xanh lại là nó đầy nha anh em, nó báo bóng đèn là đèn báo nè. Đó. Cũng rất dễ sử dụng ha. Giờ để tiếp theo mình xin thử cái dòng thử cái đo ở dòng ampe, dòng ampe nạp vô vô con bình của mình ta, xem coi nó có chuẩn hay không, anh cho anh em xem ha. Đây là cái đồng hồ kẹp dòng ampe ha. Đây đây nha anh em ha, ampe báo nè 15,245 ampe đây nha. Cho anh em xem cái độ sạc chuẩn hay không ha. Đây còn cái dòng sạc nhỏ hơn là nó báo ampe khác nha anh em, không phải là cái nào cũng báo vậy đâu nha. Đây mình có cái dòng sạc 8 ampe nè, thì mình test thử cho anh em xem luôn ha. Chung dòng sạc 8 ampe thì tốc độ sạc nó chậm hơn. Đây mình kẹp vào đây. Đây nha anh em ha. Nè, số 8 đây, 8,01. Nha, nè, mình nhả ra là nó không nè. Kẹp vào nè. Đó. Dòng sạc 8 ampe chuẩn luôn ha. Còn dòng mà mình đang giao cho khách hàng của anh khách hàng Lâm Đồng là con máy này nè. Nó trắng này ha, nào dòng sạc 15 ampe chuẩn luôn nha anh em. Rồi đây mình thử lại một lần nữa nha cho anh em xem ha. Em thử công dây kẹp xanh này, đây kẹp ngược này, kẹp trừ nè. Nó 15,71, 72, đây 74 luôn nè. Ha. Cho anh em xem cái độ chuẩn nữa ha. Rồi ha, cái phần hướng dẫn sạc đến anh khách hàng giấu tên ở Lâm Đồng ha đã xong. Nói chung là sạc bình cũng không có gì mà khó khăn nha anh em, chống kẹp ngược đầy đủ cho anh em ha.
Giờ sạc đèn tự ngắt, nó không phải giống như dùng dòng sạc máy cơ nha. Sạc cơ chúng ta là sạc nếu không canh thời gian là nó bị ta quên lỡ quên đi là có thể ảnh hưởng tới bình ha, chai bình chai lắc hoặc là nó có thể nguy hiểm. Tôi xua đuổi nhất là có thể nổ bình nha anh em. Còn dòng sạc này nó đầy nó tự ngắt anh ha, để đảm bảo cái bình chúng ta nó bền bỉ và cái hiệu quả chúng ta đi nó lâu dài ha. Rồi ha, rồi cuối video cũng xin chào anh em, chúc anh em xem video vui vẻ ha, rồi sức khỏe dồi dào nha anh em. Rồi những đơn hàng tiếp theo của anh em Quýnh Thổ em cũng đang tiến hành ha, khi nào xong em sẽ quay video gửi đến mấy anh ha. Trong video có gì sai sót thì cũng kính mong anh em vui lòng bỏ qua cho em nha. Anh em nào có yêu quý kênh mình nó nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em, để mình có động lực phát triển kênh ha, để làm ra những con máy đạt chất lượng hiệu quả để cho anh em Quýnh Thổ sử dụng ha, để có thu nhập nuôi gia đình. Rồi xin chào anh em nha, và xin hẹn gặp lại anh em sau những video tiếp theo nha anh em.